Mong sao người công chính sẽ thắng. Phần 5 Dấn Sư phụ có còn thêm điều gì từ nhật ký tâm linh của Ngài mà sư phụ có thể chia sẻ với chúng con không? Sư phụ Không biết có nên đọc nhật ký của tôi hoài. Nhật ký lẽ ra là bí mật. Quý vị luôn luôn đào bới vào phòng riêng của tôi. Vậy thì tôi phải đeo kính. Phải tìm nhật ký bây giờ. Chờ đó, nếu có điều gì có thể nói với quý vị tôi sẽ nói bằng không quý vị sẽ nói là tôi kêu kiệt dạ dạ không thưa sư phụ nhật ký của tôi đâu rồi ô trời ơi đây rồi được rồi nhật ký thân yêu của tôi hầu như hết chỗ rồi gần một năm đã trôi qua và chúng ta đã làm được gì một năm trôi qua quá nhanh thời gian trôi qua quá nhanh dạ phải và dạ, tóc chúng ta bạc quá nhanh vài ngày qua tôi có thời gian trộm chút thời gian để nhuộm tóc tôi tự làm hết tôi là minh sư dễ dãi tự mình làm hết mọi việc để tôi xem tôi đã đọc quý vị nghe nhiều lần trước đây dạ sư phụ cho nên tôi nghĩ không còn nhiều ồ gần đây tôi không có nhiều thời gian để viết nhiều điều và những điều khác chưa thể nói với quý vị được Người đó sẽ vào tù hoặc thối thiểu sẽ bị kết án gì đó. Nhưng tôi không thể nói cho quý vị biết vào lúc này, nhé. Tôi có một thể nghiệm về điều gì đó nhưng không thể nói với quý vị. Là điều khẳng định. Nhiều điều khẳng định, khẳng định. Nhưng giống như một tiên đoán. Không nói với quý vị bây giờ, nhé. Có một số ác quỷ kiểu như hiện ra trên bầu trời. Mọi người không thấy hình dạng của chúng nhưng có một số nhìn giống bong bóng hay gì đó. Những ma quỷ này đang cố gắng tiêu diệt chúng sinh và địa cầu của chúng ta. Vì vậy, ra lệnh kéo chúng xuống và kéo thêm những ma quỷ ẩn nấp xuống đi ngục luôn, nếu họ không sám hối. Cho dù sám hối, bây giờ đã quá muộn. Ngay cả một số khoa học gia có thể thấy chúng qua một số dụng cụ nhìn giống như những đốm tròn hoặc đại khái vậy, hầu như màu xám trong. Nếu quý vị có thể thấy nó bằng mắt trần thì giống như vậy đó. Nhưng chúng rất xấu xí và gớm kiết. Chúng không giống như bong bóng như vậy đâu. Chúng rất là gớm ghiếc. Nếu thật sự thấy chúng bằng mắt quệ của mình hoặc gì đó thì hình ảnh thật sự của chúng sẽ làm quý vị ngất xỉu. Ôi trời ơi! Và ở đây, tôi chỉ viết điều về ma quỷ mà tôi vừa nói với quý vị lúc nãy. Quý vị biết như chúng quỷ, mặt hầu như sát đất bởi vì bảo hộ vũ trụ nguyên thủy không thể tách chúng ra. Nên tôi nói, đem chúng đi khuất mắt tôi. Tôi có việc khác phải làm, đừng cản trở tầm nhìn của tôi. Tôi tha thứ cho chúng, được, bất cứ ai, tha thứ tất cả, nhưng đừng quỳ trước mặt tôi nữa, hiểu không? Đưa chúng đi. Đi đi đi. Và đó là vào ngày 7 tháng 12. Hôm nay là ngày mấy? 24 tháng 12. 24, dạ. À, vẫn là ngày 24 hay gần 25 rồi. 25 hay 24? Dạ, vẫn là 24. Được, tốt. Nhiều loại tiên đoán khác. Tôi không muốn nói. Vào ngày 8 tháng 12, một đám ma quỷ vẫn còn quỳ ở bên ngoài. Tại sao? Tại sao vậy? Tôi hỏi các vị bảo hộ Oscar. Tại sao? Bảo hộ oubi Tại sao? Và họ nói với tôi, bởi vì Ngài trói tất cả chúng lại với nhau, chúng tôi không thể tách chúng ra. Nên tôi chỉ viết cuộc trò chuyện với các bảo hộ. Được được, tách chúng ra bây giờ, đưa một số lên cảnh giới thứ tư bởi vì chúng sám hối và đưa một số xuống địa ngục bởi vì chúng quá tệ. Và rồi sau đó, tôi nhìn, vẫn thấy chúng ở đó. Không phải lúc nào cũng thấy chúng, nhưng nếu tôi nhìn theo một cách đặc biệt thì có thể thấy chúng. Bởi vì chúng không như quý vị, không có thân thể vật chất, chỉ có linh thể thôi và tôi không cần thấy những thứ mà không muốn thấy hầu hết ma quỷ như thế đó chúng không dám cho tôi thấy diện mạo thật sự của chúng nhưng tôi chỉ nhìn ra cách nào đó chúng đang khóc hoặc gì đó nên tôi nhìn ra và rồi thấy chúng thế rồi tôi hỏi các vị bảo hộ eoskhu xung quanh tôi lần nữa nói tại sao a à, tại sao ma vẫn còn quỳ ở đó rồi họ nói với tôi dạ thời gian chưa đến tôi hỏi nghĩa là sao tôi bảo họ loại bỏ ma quỷ mau chóng mà họ nói bởi vì giáo chủ đẳng cấp thứ tư thiếu giá trị để có chúng và tôi giải thích với quý vị rồi đúng không tôi nói được rồi đưa chúng lên thiên đàng thứ ba được không vẫn không thể bởi vì không đủ giá trị và đẳng cấp thứ hai còn tệ hơn bởi vì những ma quỷ này rất mạnh rất mạnh mẽ, giống như quý vị có thể khuân túi gạo nặng 5 kg ha. Nhưng nếu bao gạo là 100 kg thì khó cho mình khuân. Đừng nói chi tới khuân cả một đống bao gạo cũng giống vậy đó. Lực lượng của một chúng sinh cũng như vậy, mình không thể cân nó, nhưng quý vị sẽ biết nếu là người tâm linh thì mình biết người đó có bao nhiêu lực lượng và mình không thể đối phó hoặc mình có thể đối phó. Và ngoài ra, nghiệp của chúng sinh cũng như vậy. Quý vị không thể đo lường, không thể cân, không thể đặt lên đĩa cân để xem bao nhiêu ký lô. Nhưng mình không thể lo liệu bởi vì quá nhiều. Đó là tại sao giáo chủ đẳng cấp thứ tư không thể lo liệu được. Và đẳng cấp thứ ba, đẳng cấp thứ hai, tất cả họ đều không thể. Ngay cả đẳng cấp Atula cũng không thể. Vì vậy, chúng chỉ có thể đi địa ngục. Tôi nói không, không được tôi đã hứa tha thứ cho chúng vì vậy tôi phải tạo ra một chỗ đặc biệt cho chúng ở hiểu chứ cho tới khi có thông báo sao trời ơi rất nhiều công việc cho tôi làm biết bao nhiêu sách quý vị gửi cho tôi mỗi ngày để lo liệu để kiểm tra bao nhiêu chương trình quý vị gửi cho tôi đúng không không chỉ một chương trình nhiều chương trình như nhiều sách tôi phải đọc rất nhiều và lo liệu rất nhiều thế nên tôi phải hy sinh tất cả ngay cả giấc ngủ của mình để làm mọi việc này và làm công việc bên trong nữa thành ra tôi quên ma quỷ quỳ ở bên ngoài là vậy chúng sẽ không chết chỉ cảm thấy đói nếu không có thân thể này quý vị sẽ không chết nhưng vẫn cảm thấy đau khổ cảm thấy đói cảm thấy khác quý vị cảm thấy bất cứ điều gì nhưng không gì sẽ xảy ra cho mình quý vị chỉ chịu đau khổ của cơn đói hoặc cơn khác hoặc những điều khác nhưng không chết hoặc không cảm thấy đau hoặc không ngất xỉu hoặc bất cứ gì như thế giống như một số ngạo quỷ chúng có thể đói mãi mãi nhưng chúng sẽ không chết trong địa ngục cũng thế người ta có thể bị trừng phạt một chúng sinh có tội chúng sinh tội lỗi có thể bị trừng phạt mãi mãi nhưng họ sẽ không chết họ chỉ đau khổ đau khổ đau khổ hết lần này sang lần khác nhưng họ không thể chết đó mới là vấn đề đó là điều kinh hoàng trong địa ngục quý vị sẽ không chết trong thân thể vật chất này cho dù người ta hành hạ quý vị hoặc đánh đập quý vị hoặc giết quý vị quý vị có thể chết và rồi quý vị sẽ không đau khổ nữa à dĩ nhiên nếu quý vị không bị đọa địa ngục nhưng trong địa ngục quý vị không bao giờ chết cho tới khi nghiệp của quý vị hết chừng nào nghiệp chưa hết quý vị tiếp tục chịu đau khổ mãi mãi bị đâm bị đốt bị nướng bị thiêu bị đánh đập đủ loại hình phạt khủng khiếp và những hình phạt được chiếu trên tv hoặc báo chí về cảnh tra tấn tội phạm hoặc tội phạm chiến tranh bị nghi ngờ thì không ăn nhầm gì so với địa ngục bởi vì ví dụ như nếu người nào đó bị ảnh hạ ở cõi trần gian này, nếu quá đau đớn, họ chỉ sẽ ngất đi thôi. Nhưng trong địa ngục, quý vị không thể ngất đi. Không ngất đi, không ngất xỉu, không thể bỏ trốn. Quý vị chỉ tiếp tục cảm thấy đau đớn mãi mãi, khổ sở mãi mãi. Người nào đó đâm quý vị hoặc cưa ra làm hai trong địa ngục. Quý vị biết tất cả, nhưng không thể thoát được không thể ngất xỉu, không thể ngưng lại sự đau đớn ngay cả trong một giây, vì bất cứ lý do gì. Và họ không cho quý vị thuốc chống đau, không có gì như thế hết. Thì tôi nhận ra rằng, đó là quá nhiều cho giáo chủ của đẳng cấp thứ tư, nên ta nói, phải, phải, quá nhiều cho ngài. Biết không, tôi nói chuyện với các vị thiên đế bảo hộ, và tôi viết xuống cùng lúc đó cho nên mặc dù vậy tôi nói được vậy tôi phải giúp ngài nâng cao giá trị của ngài rồi trong trường hợp đó khi nào họ có thể đi khi nào quý vị đem ma quỷ đi được họ nói trong năm tiếng tôi nói ồ trời ơi ồ trời ơi tôi quên hết về điều đó hãy chắc chắn là mau lên mau hơn thế nữa họ nói chúng tôi không thể mang họ đi bất kỳ nơi đâu làm sao có thể nhanh được ạ à? tôi nói được rồi được rồi thế thì tôi phải làm một nơi nào đó cho họ một cõi nhỏ cho họ ở và bây giờ đã được lo liệu rồi cho nên không còn ma quỷ nữa mọi thứ từ cõi giới cao hơn hoặc từ minh sư tối thượng hoặc các vị thiên đế ở họ hoàn toàn là khẳng định khẳng định khẳng định nhưng ở cõi trần gian này tôi phải đối phó với sự phủ định vào mùng 9 tháng 12, tôi nhìn ra vẫn còn một. Một con ma vẫn còn ở đó. Tôi hỏi, tại sao nó vẫn còn đó? Họ nói thời gian chưa đến. Tôi nói, đừng lặp đi lặp lại với tôi cùng một thứ. Thời gian chưa đến. Đem hắn đi ngay bây giờ. Tại sao? Ồ, họ nói, bởi vì chúng tôi chưa có đủ lực lượng. Chúng tôi sẽ có, chúng tôi sẽ thay đổi ca trực ca trực khác sẽ đến bởi vì họ đã dùng tất cả lực lượng của họ để kéo mấy ma quỷ này rồi không dễ dàng lắm mấy ma quỷ này mạnh mẽ lắm mấy ma quỷ này rất mạnh gây tàn phá trên thế giới thành ra các thiên đế không làm được gì nhiều họ thậm chí còn phải hạ từng con quỷ một và một con vẫn còn nên tôi mới hỏi họ nói chúng tôi không còn đủ lực lượng nữa ca tới sẽ làm họ luôn luôn nói với tôi thời gian chưa đến và tôi phải hỏi họ về chi tiết thôi không sao tôi không viết ra tất cả điều này nhưng đó là như vậy vì vậy tôi nói à sao cũng được à quý vị muốn làm gì thì làm tự quý vị làm thôi tôi nói trong thế giới này bất cứ gì mình muốn làm tốt nhất thì phải tự làm lấy đó là những gì tôi nói trong đây ý nói là ngay cả các vị thiên đế ở SCU cũng không thể luôn luôn giúp tôi chỉ trong trường hợp này trong nhiều trường hợp khác nữa thì điều đó ổn rồi